La 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 À nho Mọi người đã biết gì chưa ừ, Người chơi hệ heo hồng đã mất tiêu rồi Nhà phát hành đợt này tâm lý quá Đây sẽ là một bộ sưu tập dành cho các bạn dùng cả thanh xuân chơi game Nhưng đến giờ vẫn chưa câu được cá heo hồng Ôi trời ơi Nói về quần áo trong game là minh mê lắm Nhất là màu hồng luôn á mọi người Rồi đã hoàn thành Bây giờ mình sẽ mặc đồ vô ha Sắp tới là mọi người sẽ thấy trong game Tất cả đa số mọi người toàn mặc đồ màu hồng đi ngoài đường không ừ, Khúc này thấy sai sai Cá heo hồng sao mà có cánh được Bây giờ thì mình sẽ test thử từng nhân vật có kích cỡ vô như thế nào sẽ dễ thương nhất đây theo min thì min sẽ lấy cái dạng khổng lồ đi mập mập ú út út cho nó dễ thương như này nè rồi chốt đơn với cái gian sắt này nha bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà mình chộp con cá heo hồng của mình cá heo hồng ơi chị heo hường tới đây hai vây xinh xinh cá hồng bơi trong bè nước